Hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại kênh YouTube Mỹ Mô Tô. Thì hiện tại mình có mặt cửa hàng xe máy của anh Dương Mô Tô nha các bạn. Đó, địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Long Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Đó, số điện thoại nha. Về bằng số điện thoại thì mình cũng có để chi tiết trên màn hình luôn đó các bạn ha. Đó, thì hôm nay sẽ cập nhật cho anh em mình cái lô xe mô tô mới về. Đó, thì ngoài ra cửa hàng của ảnh đây cũng có mua bán và trao đổi những cái dòng xe mô tô cũ nha các bạn. Đó. Thì vô đây mình sẽ gặp thằng em mình hỏi nha các bạn. Em có anh Dương. Rồi. Ok, chào anh. Rồi. Thì hôm nay cửa hàng mình bán những cái dòng xe hôm nay thì mình có trả góp không em? Có anh, chỉ cần không nợ xấu, không đang góp chồng. Nói chung là không đang góp đó. Thủ tục đơn giản thôi, chứng minh thư bằng lái xe. Trả trước cho em 30% giá trị xe và tối đa ngân hàng hỗ trợ cho anh em là 50 triệu. Vậy hả? Đúng rồi. Hỗ trợ tới 50 triệu đó các bạn. Đúng rồi, là tối đa đó. Về phần hồ sơ rồi mình cần những gì em? Hồ sơ thì cần chứng minh thư bằng lái xe. Đúng rồi, hoặc chứng minh thư hộ khẩu sao cũng được. Ngân hàng ở đây là hỗ trợ cho dây là ngân hàng nào hả em? FE. Thì hiện tại là chỉ có FE mới cho vay mua xe cũ thôi, mấy ngân hàng khác là không có. Rồi. Đang nắm chùm rồi. Thì đầu tiên mình xem chiếc nào trước em? Ok, thì chiếc đầu tiên đi. Chiếc này ha. Rồi. Rồi em vô em giới thiệu xe này đời mấy em? 2016. Xe đăng ký 2016 nhưng mà ô tô chỉ có 2000 thôi. Thì giờ là không. Đúng rồi, giờ là không kiếm được nữa rồi. Rồi nổ máy thôi em. Xe này thì quá ngon luôn nha các bạn. Máy là biển số là 68 luôn. Máy rất là cứng luôn. Không nghe tiếng gì luôn nha các bạn. Đó, chỉ nghe tiếng bô nổ đình bịch thôi. Thì cái giá chiếc này là bao nhiêu em? 48.500 cho một em xe siêu lướt ô tô 2000 km, 2006 chính xác là 2006. Chiếc này là thì cũng như là chiếc giá trên 30 triệu là bao cho anh em mình rút hồ sơ hết đây. Đúng rồi, tất cả xe trên 30 triệu là bao rút hồ sơ hết cho anh em về ra tên. Rồi qua đây luôn, qua đây thì mẫu Bandit. Đúng rồi, chuẩn đấy. Bandit mới về đấy các bạn. Chiếc này là động cơ nó là bằng Suzuki GS không em? Đúng rồi, dùng chung máy luôn anh. Cũng là chung máy với Suzuki GS ha. Nhưng mà cái hiệu nó là Bandit nha các bạn. Đây. Thế là đời nhiêu em? 2019 anh. Biển số là 65. Máy đó là thì thầm đầm ấm luôn các bạn. Đây. Rồi, cái giá chiếc này là bao nhiêu em? 46.500 cho một em Bandit 2019. Ô tô 6000 km, cực kỳ đẹp luôn. Chạy một chỗ trừ cho anh em 5 xị. Ok. Như các bạn ở anh em mình ở xa là lại thì giá cả vậy còn thương lượng bớt gì đâu. Nói chung là anh em đến mua bán xe là bắt buộc phải bớt lọc cho anh em rồi. Cái đó là cái điều đương nhiên. Rồi, kế tiếp này. Đây này nhà đi anh. Rồi, chiếc này nhà đi. Rồi, cho qua. GPX Grand Le Mans. Cái này động cơ nó bao nhiêu em? 200cc. Lên gần 200 ha. Đúng rồi, xe này đã được dọn cà phê rồi. Dọn lên à? Đúng rồi. Dọn các thứ luôn các bạn. Ghi đông rồi, đồng hồ quay vào trong, bô biết rồi, cắt đuôi luôn rồi, nhiều lắm. Nói chung là xe zin thì giá dao động khoảng 48-49. Nhưng xe này là xe độ rồi, em sẽ bán 43.500. 43.500 thôi. Đúng rồi. Đăng ký 2019 nha anh em. Xe này đăng ký 2019. Rồi. Rồi cái mẫu như là đây. GZ150 các bạn. Đó. Cho những anh chú nè, cho những chú nào đó lớn tuổi nha. Thích đi những cái dòng xe này luôn. Xe đời mấy em? 2018 anh. Ô đô 5.900 cây. Xe thì đẹp không góc chết rồi. Quá đẹp. Rồi giá là bao nhiêu?
50 triệu 500 các bạn. Tại vì hôm nay về nhiều xe quá, đâm ra là nó hơi loạn tí. Ok, cập nhật nốt cho anh em mấy con xe bên ngoài ha. Rồi. Đây, giờ phết đêm on các bạn. 29. Hai chiếc này là đồng đời hay gì em? Sao anh? Đồng đời 29 hả? Không, con này 28, con này 29. Con này thì nhận cọc rồi. Có cọc rồi ha. Con này thì chưa có ai cọc hết, đang chờ. Ô đô thì có vài ngàn thôi, mấy con này đi ít lắm. Nhưng mà nó hơi bụi xíu ở ngoài đường. Cho những bạn trẻ nào thích cái mẫu thể thao rồi hả các bạn? 39 triệu 500 ngàn. Bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Ồ, 39 triệu 500 ngàn. Đúng rồi, 39 triệu 500. Giá hôm nay thuộc hãng, cái hãng GFX nè các bạn. Có 39 triệu 500 thôi. Cuối năm ngoái mới còn bán năm mấy mà bây giờ xuống rồi, giờ có ba mấy thôi. Thoải mái. Rồi mình đi vô trong cửa hàng luôn em ơi. Cập rồi, nhật okay. Thêm cho anh em mình luôn. Các bạn, rồi mình sẽ vô các bạn ơi. Đây. Chờ xíu rút cái chìa khóa cái. Mất xe. Đó, trong cửa hàng còn rất là nhiều dòng xe nha các bạn. Đây, đầu tiên thì mình cũng thấy là chiếc GFX Demon nè các bạn. Chiếc này là sao em? Con này là 29, số thành phố, 39 triệu 500. Cái tem mạc là anh thấy lạ quá này, cái này. Lạ đúng không? Cái này là được dán tem chùm rồi anh. Có dán tem chùm, chùm lên ha. Đúng rồi, đẹp bóc quá. Ra là mới keng luôn. Xe này có cái mô, có độ nữa các bạn. Mô đôi luôn, quá đẹp luôn các bạn. Rồi, cho em mở máy nổ thử thì cái tiếng bô như thế nào nha. Thôi đi được bao nhiêu rồi? 7.000. Chức năng hoạt động bình thường. Giá nó con này là bao nhiêu? 39.5 anh. 39 triệu 500 thôi. Đồng giá với hai chiếc ngoài luôn. Đúng rồi, chiếc giờ là đồng giá hết rồi. Chiếc trong này đẹp quá. Màu đẹp đúng không? Màu này là cái màu của xe BMW F1000RR. Đúng chưa? Người ta thường gọi vui vui là cá mập đó. Rồi. Còn những cái mẫu xe nào thích hợp cho những các bạn trẻ mình cập nhật luôn. Trẻ đúng không? Xì xe tất cả xe anh em toàn hầu như là toàn trẻ không ạ? À? Mấy cái dòng xe đây thì mấy người lớn tuổi là như anh. Đúng chú rồi, lớn mấy tổ, em lớn tuổi. Tuổi. Chỉ đây. Có vài cái thôi. Có vài cái ha. Đúng rồi, còn hầu thì, như là 90% là trẻ. Cô chú anh chị nào thích những cái mẫu xe này thì hãy comment mạnh bên dưới cho mình ha. Mình sẽ quay cái clip riêng cho quý cô chú mình xem nó chi tiết rõ ràng hơn về những cái mẫu như thế này ha. Rồi. Thì hôm nay sẽ cập nhật cho những anh bạn chú bạn trẻ mình những cái dòng xe như là đây G3 ha. Đúng rồi, G3. Bây giờ là mình cập nhật cái dòng phân khúc tầm trung đi, 400 đổ lại. G3 2020. Đời 2020 đúng rồi, mẫu mới luôn đó. Mẫu mới với mẫu cũ nó khác nhau nha các bạn. Đây, nó khác. So sánh luôn chỉ thẳng con sau kia mẫu cũ trong cùng à, mẫu cũ trong đó các bạn. Đây để em đi vào thì trong đây cái mẫu này mẫu cũ nè anh em. Không có phuộc upside down các bạn. Đó, phuộc thường ha. Không ABS rồi bóng đèn halogen, không có ABS luôn. Rồi cái mẫu mới nè anh em. Mẫu mới dòng tuyệt đẹp luôn nha. Phuộc upside down luôn. Có ABS luôn. Và cái bình xăng nó hình như nó thiết kế cũng khác luôn các bạn. Các bạn giờ không thấy không? Cái bình xăng ở trong kia cái bình nó thấy nó cao hơn cái gì á. Bình này như nó lùn hơn nè. Đúng rồi. Mình thấy nó lùn hơn các bạn. Máy móc thì không sườn y chang. Khác nhau mấy cái gì tiết bên ngoài thôi. Mâm, còn động cơ máy móc thì nó cũng y chang mâm nhau. Mâm luôn, kể cả mâm luôn. Mâm luôn cũng y chang luôn. Đúng rồi, bô cũng giống luôn. Chỉ là khác cái bề ngoài thôi các bạn. Đúng rồi, có thêm một chút đồ chơi như là ABS với phuộc upside down rồi bóng đèn đã được trang bị full LED. Rồi giá thế nào rồi em ơi? 122 triệu anh. 122 triệu các bạn.
Rồi, vô trong đây luôn. Trong đây là chiếc còn CBR này thì em bán rồi. CBR này có khách mua rồi ha. Đúng rồi, CBR 100. Rồi. Kawa Ninja. Ninja 300 27. Có ai bớt các bạn? Đúng rồi. Đó, xe này thì hai xi lanh nha anh em. Hai máy luôn. Giá là sao em? Giá con này là 95 triệu. Rồi, qua đây luôn. 89 triệu cho một em G3 mẫu cũ 2016. Đó, chiếc này không có ABS nha các bạn. Hơn nhau tới mấy chục triệu mà phải khác chứ. Đó, thì vô đây cập nhật cho anh em mình cái mẫu Suzuki luôn em. GX này em bán đồng giá cho anh em 47 triệu 500 hai xe. 47 triệu 500. Đúng rồi, đồng giá. Đời nó là bao nhiêu em, như chiếc ngoài này nó dao động tầm 28 đến 29. Con đen 20. Đúng rồi. Từ 28 đến 29. Nhà còn tới mấy cái luôn. Đó, các bạn cứ tha hồ đến đây mà lựa chọn nha. Đồng giá là 47 triệu 500. Đúng không em? Rồi vô trong thì còn cái mẫu của hãng Yamaha các bạn, G15V3 kìa. Đó, số lượng rất là nhiều luôn các bạn. Đây. Đó, trong kia cũng còn hãng của Honda CBR luôn các bạn, 150, còn rất là nhiều nha. Thì sẽ cập nhật cho anh em mình nữa. Đi, vô đây. Được. Thì đầu tiên mình xem chiếc ngoài này dài vô đi em. 60 triệu 500 cho một em 2019. Đời 2019. Lên nhám ạ. Xe này biển số ở An Giang các bạn. Rồi. Nè có rồi. 60 triệu 500. 60 triệu 500 rồi chiếc trong không em? 59 triệu 500 cũng 2019 luôn. Đời 2019 em. 59 triệu 500 thôi. Đây, toàn xe lướt đi cứ vài ngàn không ạ? Đi ít lắm. Xe đi được 14.000 cây. Ừ. Đó, đời 2019. Xe màu xanh đó, đặc trưng của hãng Yamaha nha các bạn. Rồi trong đây thì màu 60 triệu 500 luôn. Màu xám đen hay không? Đen nhám gọi là đen nhám á. Cứ nhận dạng là đen nhám. Rồi. Đi được 2.000 cây thôi. Biển số 66 luôn các bạn ơi, 60 triệu 500 ha. Rồi, phía bên luôn nè. 56 triệu 500 anh, con này thì 2018. Nó cứ thụt dần á, mỗi đời thụt đi tí. Rồi, 56 triệu 500 các bạn, con này rẻ okay. Còn chiếc đen này. Đen nhám này lại 60 triệu 500, cứ đen nhám là 60 triệu 500. Đời 2019 luôn. Cái mẫu của hãng Yamaha G15V3 thì còn rất là nhiều ha. Tha hồ anh em đến đây lựa chọn luôn ha. Còn màu xanh này. Hai con này giá 52 triệu 500 anh, đồng giá luôn. Đồng giá luôn. Như chiếc xanh là đi được bao nhiêu ngàn cây em? Chiếc xanh đúng không? Xanh này đúng không? Có độ có hai con màu xanh luôn. Đi tầm khoảng 22.000. Giá cũng rẻ nhất luôn, đi nhiều nhất trong cửa hàng rồi đó. Có hai chiếc trong đây là rẻ nhất nha các bạn. 52 triệu 500. Rồi, vô đây mình cập nhật cho anh em mình thêm cái mẫu CBR. Của Honda các bạn. Đây. Rồi nha, dứt em đầu tiên đi. 67 triệu rưỡi 2019. Bản dẹp son có ABS.
Cái bảng này là bảng độ hay là bảng của nó luôn em? Bản zin luôn anh. Bản zin của nó luôn. Đúng rồi, không có độ gì hết. Đó các bạn không nghe. Của, gọi là của nhà sản xuất luôn á. Biển số là 68 luôn các bạn ơi, Kiên Giang luôn nè. Rồi, 67.500 các bạn. ABS nha, còn đó có ABS đó. Chiếc này thì có ABS rồi. Đúng rồi. Rồi, chiếc trong luôn em. 62.500, cũng 2019 nhưng mà lại không có ABS. Không ABS ha. Về phần máy móc các bạn yên tâm ha, không có test máy cho anh em nghe được, anh em thông cảm ha. Anh em thích cái sao, xe nào thì hãy comment mạnh dưới cho mình nha anh em. Đúng rồi. Rồi. 62.500 cho màu đen này ha. Không có ABS. Không có ABS. Đúng rồi. Đây, dẹp son không ABS, 62.500. Cái này thì cái đời máy em, xe này? 2018. Cái màu là nguyên bản của nó luôn nhiên luôn ha. Đúng rồi, mua xe là nó y chang như vậy rồi đó. Đó, giá là 62.500. Còn chiếc trong đây, chiếc màu đen, đỏ đen. Con này là bản 2019, có ABS, biển số thành phố, giá 70.500. Có ABS nha các bạn. Đó, xe ốc nè. Mới len ken nữa các bạn. Biển Sài Gòn 9 nút, thích hợp cho anh em nào thích đi phong thủy, thích 9 nút. Biển số 9 nút luôn các bạn. Đúng rồi, 9 nút Sài Gòn luôn. Số thành phố luôn. Rồi, thiết kế luôn em. 58.500, em 27. Đời 27 ha. Đúng rồi. Rồi. Con Suzuki GS luôn em ơi. Em này là 58.500. Nó là 2019 và nó có ABS đây. Có ABS. Đúng rồi. Đó. Thì các bạn cũng xem những cái giá xe khác nhau các bạn. Và những cái mẫu xe khác nhau luôn, đa dòng luôn. Rất là nhiều mẫu hồi nãy giờ ha, anh em nào có nhu cầu về cái mẫu xe nào thì mình cứ nhanh liên hệ đến cái số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Và cái địa chỉ ở đây là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Hiệp, Giang Bình Dương. Đó, các bạn nào có nhu cầu thì mình cứ alo hoặc mình đến cái địa chỉ tham khảo thêm kỹ hơn về những dòng xe trong cửa hàng đây. Thì mình quay nãy giờ cũng không kỹ rồi, mấy anh em xem thông cảm ha. Và thích cho một like và đừng quên đăng ký kênh theo dõi ha, để mình có động lực mình làm thật nhiều video hay hơn nữa cho anh em mình xem. Thì cái clip sau mình sẽ cập nhật thêm cho anh em mình cái lô bên đây, anh em nhớ đón xem theo dõi nha. Đó, còn rất là nhiều mô tô luôn nè, Z3 nè. Và những cái dòng như là cái chiếc SZ 250cc còn hai chiếc nha các bạn. Hẹn anh em mình clip sau nha. Đó, thì video mình chỉ làm tới đây thôi. Rồi, cảm ơn anh em mình đã theo dõi video, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.